Cường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay Cường sẽ cập nhật nhanh về cái cầu Thủ Thiêm 2 ở nhánh 9 và nhánh N2. Hôm nay là thứ tư 20 tháng 4 2022, hiện tại là 9:20 sáng. Công trình Thủ Thiêm 2 này ở nhánh 2, trên này hiện tại Cường thấy tất cả công nhân đang gấp rút thi công tất bật và để làm nhanh cho kịp tiến độ bàn giao trước ngày 30 tháng 4. Tại công trình Thủ Thiêm 2 này, mọi người dân Sài Gòn đang rất là mong đợi để khánh thành cái cầu này. Ở phía dưới và cầu N2 á, cả nhà có thể thấy á, là tất cả công nhân đang lắp gạch nha cả nhà. Còn đây là phía bên Ba Son, cái vỉa hè hiện tại cũng chưa thấy công nhân đang làm ở đây, vẫn còn sơ bộ. Hiện tại lúc này Cường thấy là ở dưới giả cầu ở nhánh N2 và nhánh 9 á, tất cả công nhân đang tập trung để làm ở phần này. Đây là dưới đầu cầu của nhánh 9 trên đường Tôn Đức Thắng. Cường thấy hiện tại là đã tạm hoàn thiện tất cả nha cả nhà.
tại bây giờ trên cái mặt đường á, họ đã tráng nhựa rất là đẹp và bằng phẳng mới luôn, và có kẻ vạch đường luôn nha cả nhà, ở dưới mặt đường và ở trên cái cầu Thủ Thiêm 2 luôn á, họ đã kẻ vạch hết trơn rồi. Hiện tại trên cái cầu Thủ Thiêm 2 nhánh chính á, coi như đã hoàn thiện hết rồi nha cả nhà. Cái giải phân cách nè, với họ kẻ cái mặt đường cũng đã xong. Ở trên vỉa hè tất cả công nhân cả nhà có thấy không, họ đang lắp gặp cho cả nhà. Tại khu vực này cả nhà họ mở rộng thêm cái vỉa hè cả nhà. Khu vực này có hai chiếc xe lưu hiện tại đang làm việc và cán cho nó bằng phẳng cái khúc vỉa hè này. Cả nhà có thấy không, đây là một miếu thờ đó cả nhà. Cường thấy chắc lẽ họ giữ lại cái này nè để ra thờ đó. Cái đây là một tâm linh không có coi thường được nha.
Đây cả nhà có thấy không? Đây là cái cầu đi bộ á. Phường có thấy một nhóm kiểm tra tới để họ lên đây để kiểm tra cái công trình cầu Thủ Thiêm 2 ở nhánh chính và cả toàn bộ cái khu vực này á. Hôm nay buổi sáng á, Cường thấy có một đoàn kiểm tra tới đây á, để kiểm tra toàn bộ cái công trình này và ở dưới cái phần mà cái chỗ Bích Bạch Đằng á, cái bờ kè đó cả nhà, họ cũng xuống đó để kiểm tra đó. Hello, Cường xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn sẽ mới tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.